Ở Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 25 đến 26 tháng 3, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây khu vực Bắc và Trung Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 36 độ. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm thấp nhất phổ biến từ 40 đến 50% do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gai gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng ngoài ra nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao Dự báo thời tiết ngày 25 tháng 3 năm 2024, chi tiết các vùng trên cả nước, phía Tây Bắc Bộ có mây đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ phía đông bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng khu vực đồng bằng và ven biển, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù dài rác, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, vùng núi có nơi trên 31 độ. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, ngày nắng, phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 28 đến 30 độ, phía Nam từ 30 đến 33 độ, riêng vùng núi phía Tây có nơi trên 35 độ từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, riêng miền đông có nơi trên 37 độ. Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù dài rác, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ.